À. Dạ em xin phép chào tất cả các anh, các chú, các cô, các chị và chào tất cả mọi người yêu thích ở Phong Lan. Ngày hôm nay là em về được một ít giả hạt, đó là giả hạt ở Moray của công tâm, nên là em xin lưu ý là hàng về lúc nào thì em sẽ đăng bán lúc đó. À, hôm nay là cái mặt hàng giả hạt đó là nó kỳ là em xin phép quay từng phần cho mọi người cùng xem. Hôm nay là cái mùa giả hạt đã xuống lá rồi, nhìn thì nó cũng giống như cái que củi khô ạ. Không sao, mùa xuống lá thì nó mùa này là ghép loại thân thông rất kỳ là ok. Giờ là chỉ có ghép và chờ hoa thôi, giờ cũng không cần chăm sóc gì nhiều. Em sẽ quay cụ thể cho mọi người cùng xem nha. Đầu tiên đó là phần thứ nhất đây, giả hạt Moray của công tâm, gồm những cái nó như thế này. Em mầm xanh là xuống lá rồi này, thắt ngọn rồi xuống lá. Đây, cái gì nó đây, hàng bốc rừng nha mọi mầm xanh này. Còn còn đây mầm xanh. Nhiều của nó đây. Hôm qua giờ mọi người vậy đi quan sát nha. Còn những cái lá. Nè, lá cũng rất là đẹp. Này, cái mùa hoa năm trước của nó này mọi người, những cái mắt hoa rất là sai hoa này. Đây nhìn thấy ngọn luôn. Đây là nguyên cái một cái gì lớn này, lớn nhưng mà cây này gồm có ba mầm xanh. Đây cái này mầm xanh này, hai cái mầm xanh này, mầm này mầm xanh nhưng mà cái mầm này bị gãy rồi. Đây mầm xanh nó bị gãy này, em có tính này từ cái mầm này là cái phần này cũng có 6 mầm nha mọi người. Đây phần một, một mầm này, hai mầm này, ba mầm này, bốn này, năm này, đây mầm này là 6. À, đó là phần thứ nhất. Theo là phần thứ hai, những cái dạng như thế này, năm mầm, để thắt ngọn rồi, ăn bốc rừng nha mọi người. Xanh này. Mà cái này nó do quá trình vận chuyển người ta nó có bị khúc khúc á. Đây không sao, cái này quan trọng là mọi người lấy á. Mùa hoa này chơi như thế nào, là cái giống, là cái giống thân của nó rất là tím này. Đây. Rất là đây, mùa hoa năm trước của nó này, còn những cái đốt hoa đây, mấy tích hoa này. Nhìn này,
ăn bắp rừng miền Đông rất là xấu nha mọi người, nhưng mà tự nhiên của nó này mầm xanh này. Mầm xanh này lá bầm dập thế nào không sao. Mầm xanh đây rất là đẹp nè. Đó là phần thứ hai. Đây là phần thứ ba. 700. Nhìn mầm xanh này. Mầm xanh nó về ok nè. Đây. Mầm xanh đây. Mầm xanh này này sốt lại lá như là mít nha. Mầm xanh này rụng mấy lá nè. Đó là phần thứ ba, 5 mầm. Đây là phần thứ tư, 600. Đây này. Mầm xanh nữa đây. Này. Mầm xanh nữa. Là phần số 4. Đây là phần thứ 5. Này giá kính nha mọi người. Này, không nhận cây này này. Mùa hoa của nó nè, năm trước nè. Đây. Thân rất là tím nha mọi người. Này thân thân xanh cái đó, nhưng mà trong quá trình vận chuyển đó là người ta đã làm gãy mất tiêu rồi. Làm sao? Này thân xanh vận chuyển bị gãy rồi. Này thân rất đẹp, mình cắn lửa ngày 600.
đây. Nè. Đó là phần đáy sáu, này là phần kiến nhỏ nha mọi người, kiến nhỏ nè, nè để ý không, nè lá rất là tím này, nhưng mà là kiến lửa, nè. Màu hai ba nay em đang bị cảm nên em nói ít nha mọi người, nói nhiều là mọi người thông cảm. Em chỉ quay cái mặt hàng mọi người xem thôi. Này, đây là phần kiến này, 16 cái gì như thế này nè, lớn nhỏ 16 gì nên một phần 700. Đây là phần cuối cùng, ba đầu mầm kiến luôn. Cái lửa đỏ này mà đỏ âu à. Đây là phần kiến này cũng 16 cái như thế. Thì đó là người ta đi rừng về thì cũng có cái lớn cái nhỏ, có gì người ta lấy cái nấy à. Mà trong quá trình vận chuyển này kia thì làm sao thì người ta không tránh khỏi cái sự gãy dập rồi. Đi rừng mà xa lắm.
gói về đem về được những cái mâm như thế này thì rất ghê là khó. Này, còn lô này, lô gãy dập này, mầm tự nhiên đang rất kỳ là đẹp này, tự nhiên nó gãy mất cái giữa mắt này. Này, kiến gãy mất cái mầm. Này, cái này thì nó đang có thân xanh như gãy mất. Cũng cái gãy mất. Gãy chai cái đồ rất là nhiều gì. Cây này thật to đẹp như thế này mà gãy mất. Mọi người để ý là cái mùa hoa năm trước nè, cây này rất là sai hoa nè. Đấy, những vết hoa rất là đều. Đây. Cái lá này, mặt lá của cây này rất là rất đặc biệt này, đấy, to vừa bản to và dài này. Đấy. Người thấy không? Bản to và dài, gãy mất tiêu rồi. Này mười mình còn giữ gốc này. Sau thời gian là lấy cái mầm mới từ đây thôi. Lô gãy dập này em để với giá là 300 nhiều người. Ai lấy thì em gửi cho mọi người. Quan trọng là mình có được cái gốc này này. Thì nó để lên những mầm mới từ gốc này thôi. Chứ còn trên này thì em xài được nữa rồi. Hôm nay cũng em cũng bị cảm cảm sụt sịt kìa, tâm lạnh quá, mùa trở lạnh lắm rồi. Đấy, em cũng không giới thiệu được cái em chỉ quay cái lô hàng thôi, cây như thế nào để mọi người dễ xem thôi. À, mọi người mua hàng thì liên hệ được tiếp cho em qua cái số điện thoại em cung cấp dưới video. Đấy. Em mọi người đặt hàng thì em liên hệ cho em theo số điện thoại để em cung cấp đó. Em xin phép chào tất cả mọi người nha.